Chào mọi người, đây là dãy sao biển 18, view mặt hồ nước ngọt 24,5 hecta. Đây là dãy biệt thự đơn lập độc bản, view trực diện mà hồ nước ngọt, thiết kế phong cách Địa Trung Hải, cửa mái vòm 3 tầng cộng 1 tum. Đây là một căn điển hình. Đây là căn số 21, sao biển 18-21. Bên cạnh tay phải là sao biển 18-23. Bên cạnh nữa sẽ là sao biển 18-25. Và căn góc là sao biển 18-27. Thiết kế với thiết kế phong cách tân cổ điển Địa Trung Hải, mái vòm phong cách tiểu lâu đài. Chủ đầu tư sẽ bàn giao hoàn thiện mặt ngoài với tường bao và rào sắt phía dưới. Bên trong sẽ rộng và không có cầu thang. Phía trước đây là công viên BBQ và bãi cát trắng hồ nước ngọt. Đây là view mặt hồ. Phía trước căn biệt thự Hải Âu 1823. Siêu rộng. Mười tám hai ba này view từ căn biệt thự bên tay phải này chính là khu biệt thự Ngọc Trai, phía xa là các phân khu tòa chung cư khu Sapphire, phía xa hơn nữa đấy là đại học Vinuni và khu San Ho. Bên tay trái này là biệt thự Hải Âu, biệt thự thương mại Hải Âu. Ở đây thì có các cái quầy nướng BBQ cho cư dân và khách du lịch. Đây là chi tiết căn biệt thự từ bên phải qua, chúng ta tính từ bên phải. Bên phải qua là biệt thự. Căn 27, căn biệt thự 1827, sau đấy là tới căn 25 và căn 23. Căn đây là căn 21. Căn 21. Ở đây với chúng ta thấy lòng đường là 20,5 m. Vỉa hè 4 m. Khu này ngày trước Vingroup quy định đấy là cái khu biệt thự khép kín, tức là người ngoài không vào được. Hiện tại thì họ vẫn đang xây dựng và bán giao với phong cách là khép kín, tức là hàng tường hàng rào đây là khép kín, là chủ yếu là mục đích để ở là chính, không phải là biệt thự kinh doanh như cái dãy biệt thự Hải Âu. Địa Trung Hải chuẩn kiến trúc Địa Trung Hải, phong cách mái vòm giống Positano và Venice tại Italia. Mái vòm thôi, kiến trúc cái gọi là cái cửa ấy, cái cửa vòm, và cái mái thì là mái ở đây
mái nhỏ nhỏ xinh xinh và vẽ nhiều chỉ kia cũng là của địa Trung Hải. Đây là clip nói về cận cảnh chi tiết biệt thự Hải Âu, biệt thự sao biển. Biệt thự sao biển sẽ bàn giao vào khoảng tháng tháng 3, tháng 4 sẽ bàn giao. Hiện tại thì hoàn thiện cơ bản rồi. Đây các bạn có để ý những cái căn biệt thự dãy sao biển phía sau này. Nó có một căn biệt thự ở giữa hai khe của căn số 21, căn 19 này là có căn phía sau cũng nhìn được hồ. Nên chỉ một vài phòng ngủ thôi. Ở đây thì chủ yếu là để ở, mục đích để ở vẫn là cái chính. Nếu mà khách hàng mua mà để đầu tư thì theo cái quy hoạch mà có cái cổng này thì kinh doanh nó không phải là một cái căn biệt thự thương mại. Khác hoàn toàn với khu Hải Âu là phía mặt trước không có hàng rào, còn ở đây là họ làm kín cổng cao tường thì thường là để ở. Kinh doanh thì chúng ta sẽ lựa chọn Hải Âu nó sẽ phù hợp hơn vì khu này nó cũng là một khu đóng. Thứ nhất là không có cái đường di chuyển từ dãy biệt thự 10 sau biển 18 này sang hồ nước ngọt, tức là không có lối ra vào. Cái thứ hai là phía sau nó chính là cái khu shop thương mại dịch vụ, là để kinh doanh rồi. Thứ ba nữa là phía bên cạnh này nó chính là khu shop house, rất nhiều shop rồi. Để đầu tư một căn biệt thự này để kinh doanh thì các nhà đầu tư nên cân nhắc. Nhưng mua để ở thì nó sẽ sở hữu một cái vị trí độc bản và chỉ có khoảng 20 căn mặt hồ lớn này thôi. Dãy sao biển chỉ có 20 căn mặt hồ lớn. Và những cái căn như căn 23, 25, 27 này thì sẽ là view giữa hồ. Đây, anh chị có thể nhìn lại xem cái góc view mình đang đứng trước một căn cái dãy đấy, nó view hoàn toàn ra giữa hồ chứ không phải là góc hồ giống như trên cái bản đồ phối cảnh của dự án, mà nó view hồ giữa hồ. Biển hồ Ngọc Trai này thì rất là rộng, 24,5 hect. Góc này, những căn biệt thự ở góc này sẽ đẹp hơn cái dãy trục đường 52 m. Những căn cuối dãy ở trục đường 52 m thì nó sẽ view ra cái chỗ đấy chính là những khu, khu cuối hồ, góc hồ. Còn ở đây là giữa hồ. Đứng đợi quay video.